À, chúng tôi thường khai thác những cái yếu tố nó nhỏ nhỏ thôi nó cũng không quá xa về cái việc là ông đã cứu nước nga như nào rồi này nọ vân vân đúng không nó hoành tráng quá nhiều người nói rồi chúng tôi nói về những cái vấn đề nhỏ đi à, liên quan tới um, cuộc chiến ở ukraine dĩ nhiên chúng ta thấy rõ ràng là đây là một cuộc chiến của um, hai ý thức hệ đông tây đúng không ạ hai ý thức hệ hai hệ tư tưởng hai uh, nền tảng hai uh, giới đúng ạ hai um, gọi là chúng ta gọi là hai thế thái cực hai thế giới đối đầu có thể nói là một cái cuộc chiến tích lũy từng uh, từ hàng trăm năm nay kể từ trước cái uh, uh, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đúng ạ bởi vì xoay trở lại cái hệ tư tưởng rồi các vấn đề khác thì chúng thấy chúng ta thấy nó đã tồn tại từ trước cái thế chiến thứ hai rồi lần này thì mới giải quyết ở cuộc chiến ukraine uh, nó không đơn giản chỉ là một cái cuộc đấu tranh của hai dân tộc đúng ạ thì ở đây chúng ta thấy trong cuộc chiến này, ấy nó có một cái điểm là ông Putin là một người có thể nói rất giỏi chơi cờ. Không biết là ông ấy chơi cờ vua, cờ tướng thì đến đâu. Nhưng đại khái là chơi cái cờ địa chính trị thì phải nói ông Putin là một người rất giỏi. Chúng ta thấy là tại thời điểm này, những chuyện xảy ra ở Niger, đúng không ạ? Những chuyện xảy ra ở khu vực châu Phi và các khu vực khác, địa chính trị khác, à, các cái làn sóng thế giới đa cực làn sóng brick đúng không ạ nó càng ngày nó càng tăng nhiệt vân vân nó không là một cái sự tình cờ nó tất cả nó đều là một cái sự sắp đặt đúng không ạ và người nga đã ông putin chính phủ của ông ấy đã rất là kiên nhẫn xây dựng lên kế hoạch xây dựng chờ đợi thời cơ và phát động những cái bước đi trong cái bản cờ trong cái cuộc chiến này nói không thì có rất nhiều cái để chúng ta bàn chúng ta đã từng bàn rất nhiều rồi nhưng chúng ta bàn tới một cái khía cạnh liên quan đến cái cái, cái những cái cuộc chơi cờ của ông ấy nếu quý vị quay lại diễn ra cách đây vào khoảng độ gần một năm sau khi mà putin và nước nga phát động cuộc chiến ở ukraine thì chúng ta thấy là lúc bấy giờ thì người phương tây đúng không ạ họ cũng nghĩ rằng họ đã lôi kéo nga để mà nga bắt buộc phải tung đòn ở cuộc chiến à, cứ căn cứ theo những gì ông putin nói là không còn lựa chọn nào nữa chúng ta bắt buộc phải tiến hành cuộc chiến À, và nếu như chúng ta không tránh được cuộc chiến thì chúng ta phải là người ra đòn trước đúng không ạ? Cảm giác như là người Nga là một nạn nhân. Trong cuộc chiến thì uh, chúng ta thấy là phía những người như là Angela Merkel rồi là thủ tướng Pháp là gì chúng tôi lại François uh, gì đấy, Mr. không phải. Thủ tướng Pháp thì mình chúng ta quên mất rồi. Thì uh, cũng đều nói rằng là đã lừa ông Putin đúng không ạ? Câu giờ uh, cho Ukraine, vân vân. Có nghĩa rằng là tất cả những hành động trong suốt 9 năm vừa qua là đều qua mặt Nga để mà chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Ukraine đồng thời là lừa dối người nga và dạy uh, chơi một nga một vố đau nhưng mà chúng ta cũng người ta cũng không biết rằng là người nga cũng tranh thủ 10 năm qua để chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho cuộc chiến này để người ta một lần và mãi mãi đối đầu và dạy cho phương tây một bài học và tất cả đến thời điểm này chúng ta thấy là nó cũng đã thành hình rồi đúng không ạ phương tây đang là bên đang nhận những cái bài học rõ ràng còn phía nga thì chúng ta thấy là họ mỗi ngày họ càng mạnh lên đúng không ạ mỗi ngày họ càng mạnh lên trên khía cạnh kinh tế, quân sự, chính trị, đúng không ạ? Và ảnh hưởng trên toàn thế giới. Như vậy rõ ràng là đến thời điểm này thì Nga vẫn đang thắng trên mọi trận mặt trận. Mỗi cái vấn đề truyền thông ở nước ngoài thì tất nhiên là đã thua từ ngày xưa rồi, trước khi cuộc chiến xảy ra rồi. Trước khi năm 2014 thì Nga cũng đã thua cuộc chiến về truyền thông rồi, đúng không ạ? Cho nên là cái việc đấy nó làm cái sự thua đương nhiên, chúng ta không nói nữa. Nhưng lại còn lại các cái mặt trận khác quan trọng thì Nga đều đang thắng đấy là một cái vấn đề vĩ mô. Còn chúng ta quay vấn đề nó nhỏ hơn, chúng ta thấy rõ ràng là khi cuộc chiến này bắt đầu, thì uh, uh, dường như dưới tất cả những sự sắp đặt của phương Tây, chúng ta nhớ là sau đó thì ngay lập tức Phần Lan thụy điển gia nhập NATO và NATO thì rất hạ hê và coi đó là một cái chiến thắng và coi uh, uh, gần đây họ nói rằng là Putin và nước Nga đã thua bởi vì cho dù kết cuộc như nào diễn ra ở Ukraine thì NATO cũng đã mở rộng biên giới ra tới 800 km nữa, đúng không ạ? Và hai nước tham gia vào NATO. Họ không hiểu một điều là khi NATO Phần Lan tham gia vào Thụy Điển, nó là một cái quá trình nó không đảo ngược được. Phần Lan, Thụy Điển thì vốn đã là người của NATO rồi. Hai cái nước này mà có vào NATO thì mang theo được cái GDP ngân sách quốc phòng nó chỉ có vài tỷ đô thôi. Quý vị nhớ như thế nhé. Còn lại thì bây giờ Liên minh Nga, Trung Quốc thì họ sẽ mang vào cái ngân sách của cái liên minh quân sự đấy lên tới 300 tỷ đô. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ bên nào mới là bên mất mát? Đúng không? NATO lôi được hai cái ông này vào được có mấy tỷ đô một năm thì bây giờ nga với trung quốc cộng vào nó đã lên tới mấy trăm tỷ đô thì chúng ta chỉ cần so con số thôi bởi vì nếu không thì chả có cái gì để so nữa cả đúng không ạ ít nhất chúng ta so là so cái sức mạnh tiềm năng quân sự mà nó cộng thêm khi có chuyện ấy xảy ra thế thì bây giờ trục cuộc chiến này xảy ra thì nga tự nhiên quay sang bắt tay lên giường với trung quốc đúng không ạ thế còn hai ông kia bé bằng cái mắt mũi như kia đi tham gia vào nato chả biết thế nào nhưng bây giờ phần lan ngay lập tức bỏ ra mấy trăm triệu đô xây hàng rào gần đây thì những thông tin không được sáng sủa lắm các doanh nghiệp ở miền tây ở miền đông phần lan phá sản hàng loạt người dân mất công ăn việc làm tình trạng kinh tế xấu đi trông thấy Đấy, có những cái uh, uh, chuyến tour du lịch những cái tàu uh, cruiser hành khách hạng sang của nga bây giờ thì nằm vất xó ở trên biển nó mốc meo rồi đúng không ạ và đại khái là kinh tế bị ảnh hưởng rất nhiều thụy điển cũng gần như là rơi vào trạng thái kinh tế bê bét nhất từ rất nhiều năm phần lan chắc chắn cũng phải gánh chịu một cái số phận tương tự như thế tất cả là bởi vì là chúng ta so với lại trước đây hai nước này là một trong những nước đầu tàu đúng không ạ về cái mức sống cái mức văn minh nhưng bây giờ tự nhiên vào uh, NATO thì tự nhiên cái ông đi đốt kinh Koran rồi là làm đủ mọi thứ có nghĩa rằng là những nước vốn từng là top 10 của những nước hạnh phúc nhất thế giới thì bây giờ là bắt đầu có xuất hiện những sự đau khổ rồi đúng không ạ chắc chắn trong thời gian tới quý vị sẽ không thấy hai nước này trong danh sách top 10 hạnh phúc nhất thế giới đâu chúng ta sẽ thấy là sẽ có nước Việt Nam ở trong đấy đấy Thế thì câu chuyện là sau đó thì chúng ta thấy rõ ràng cái việc hai nước này vào NATO thì thôi phương Tây cứ gọi cho là thắng đi đúng không ạ. Nhưng mà rõ ràng đối với Nga và Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng đấy mới là sự mất mát lớn nhất của phương Tây và phía Trung Quốc. Và bây giờ nó diễn ra như nào chúng ta thấy rất rõ rồi đúng không ạ. Cái việc mà Nga quay lưng lại với phương Tây để đi với Trung Quốc thì chúng ta thấy là phương Tây đặc biệt là các nước châu Âu ăn đổ như thế nào rồi không còn nói nữa đúng không? còn Mỹ cũng tất nhiên là bây giờ đang phải đối phó với cả Trung Quốc với nga và tất nhiên là họ cũng thiệt hại rất là nhiều. đấy trên khía cạnh địa chính trị chỉ có gọi là ham hố một tí dầu rồi một tí vũ khí thôi nhưng về cơ bản một đất nước là giảm sức ảnh hưởng chính trị rồi là tình hình kinh tế kinh trị xã hội này nọ vân vân nó càng ngày nó càng suy thoái. thế thì câu chuyện lớn như thế chúng ta sẽ thấy là À, những sự sắp đặt của uh, Mỹ và NATO đã có sẵn từ trước cuộc chiến và mong cuộc chiến xảy ra. Sau đó thì chúng ta thấy một điểm là việc đấy chúng ta đã vừa nói rồi có nghĩa rằng nó không phải là cái thất bại gì đối với nga với Trung Quốc cả, đúng không ạ? Nhưng sau đấy thì sau khi cuộc chiến diễn ra được vài tháng, chúng ta thấy liên tiếp NATO và phương Tây tung ra rất nhiều đòn, rất nhiều nước cờ đi trên rất nhiều mặt trận nhỏ chống lại nga. Chúng ta nhớ là có những cái đợt mà ngay khôi uh, ngay từ thời điểm đầu nó đã nó đã có những cái vụ ngay lập tức Azerbaijan và Armenia đã từ lâu có những thỏa thuận nhất định để chấm dứt xung đột thì ngay lập tức cuộc chiến diễn ra vài tháng sau thì Armenia và Azerbaijan cũng bùng nổ xung đột một hai lần liền đúng không ạ? Và có thể nói là đến một cái mức có thể nói là nó khốc liệt hơn trước rất nhiều. Sau đó thì chúng ta cũng nhớ là ở Georgia các cơ quan phi chính phủ của phương Tây ở Georgia đã châm ngòi cho những cái vụ bạo động, vụ nội nổi loạn mới nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không đi đến đâu đúng không ạ đấy rồi là chúng ta nhớ sau đấy thì cuối cùng cũng có những cái vụ mà thổi lửa ở syri à, rồi là những uh, nỗ lực để dồn moldova vào đường cùng để ép moldova có thể mở ra một mặt trận để chống nga georgia một mặt trận để chống nga azerbaijan armenia mặt trận mới chống nga kể cả chechnya cũng có những nỗ lực để mà nhằm gây nổi loạn và cũng là một mặt trận mới để chống nga tất nhiên là các nước baltic ba lan cũng thế đúng không ạ và thậm chí là họ còn làm cả những cái cuộc cách mạng nhất định ở Belarus nhưng mà cũng thất bại. Sau đó thì họ tiếp tục làm ở những cái khu vực Kyrgyzstan, Turkmenistan, rồi đặc biệt là Kyrgyzstan và Kazakhstan tới thời điểm gần gần đây. Như vậy chúng ta thấy rất rõ là ở một cái thời điểm nhất định trong vòng 6 tháng trước thì Putin gần như đã rơi vào một cái thế gọi là tứ bề thọ địch chúng ta không cảm nhận được nhé quý vị nếu mà chúng ta không để ý tới cái bàn cờ địa chính trị chúng ta không cảm nhận được sức ép lên nước nga vào tại thời điểm đó kể cả thời điểm này cũng thế thôi đúng không ạ nhưng rõ ràng bây giờ thì cái thế cuộc thế trận nó đã khác là thế cờ nó khác rồi nhưng rõ ràng là nước nga đã trải qua một thời gian có thể nói rất khó khăn thời điểm đấy nếu quý vị để ý ông putin ông ấy là một người trải qua một cái thời gian mà tôi cảm thấy đã từ rất lâu hoặc là chưa bao giờ ông ấy có những cái căng thẳng nhất định đúng không ạ nhìn trên khuôn mặt lo lắng và giàu dĩ và không biết bằng cách nào đó đúng không ạ cũng có thể là bản chất của người nga cũng có thể là những cái nước cờ cao tay của putin cách xử lý của ông ấy giỏi từ trước đến nay uh, như thường lệ đúng không ạ hoặc là bản chất người nga đã từng đối tứ bề thọ gọi là hàng hàng chục địch ở cái đợt nội chiến trước chiến tranh thế giới thứ hai như vậy rõ ràng người nga đã vượt qua cái việc này tất nhiên nó không hề dễ dàng nhưng mà họ đã vượt qua bây giờ thì chúng ta thấy là ở tất cả những cái nước cờ mà nato chiếu tướng ukraine phương tây chiếu tướng ukraine nga thì bây giờ gần như là họ đang phải đối mặt với vấn đề của chính họ đúng không ạ chúng ta thấy bây giờ thì bản thân người mỹ cũng đang đối mặt với rất, rất nhiều vấn đề liên quan tới cái vụ mà đang chiếm đóng lãnh thổ của syria đang đối mặt với lại những cáo buộc về ăn cắp ăn cướp dầu đúng không ạ ăn cắp ăn cướp lương thực rồi đang đối mặt với xung đột có thể leo thang với lại syria rồi leo thang với lại iran có khả năng là khả năng mỹ không biết là cái ý đồ của họ ở đấy là như nào nhưng mà chúng ta thấy ở đấy bây giờ tình hình nó giống như là Afghanistan có nghĩa rằng nó bị lan lóc đúng không ạ nó bị 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 cô lập ở trong đất liền và nó không có mục đích rõ ràng nó không có chính nghĩa ở trong khu vực đó như vậy là Mỹ có khả năng bị xa lầy đúng không ạ một lần nữa ở khu vực đấy còn không biết họ kiếm được bao nhiêu tiền dầu tôi nghĩ là không đáng kể để đánh mất cái danh dự và những cái vấn đề có thể xảy ra ở giống như Afghanistan một lần nữa tất nhiên nước pháp đúng không ạ là một trong những nước mà ảnh hưởng rất nặng nề tuy nền kinh tế của họ chưa bị suy thái như đức và anh nhưng rõ ràng họ đang trải qua những vấn đề rất tồi tệ ở châu phi rồi những vấn đề liên quan đến nổi loạn biểu tình trong nước đúng không ạ và chắc chắn sẽ có vấn đề về kinh tế trong trong cái tương lai gần như vậy họ là một trong những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề mà chính họ cũng là một trong những cái đối tượng chủ mưu trong cái vụ liên quan đến cuộc chiến ở ukraine và tất nhiên chúng ta cũng biết thừa những gì người anh đang xảy ra đúng không đang phải đối mặt đúng không ạ rồi người đức thì chúng ta cũng nói quá nhiều rồi một trong những cái nền kinh tế có thể nói là tồi tệ nhất trong thời gian tới Đấy, và chúng ta sẽ còn thấy nhiều vấn đề sẽ xảy ra với lại anh pháp đức nữa ý cũng bắt đầu có khả năng lâm vào suy thoái hôm qua đã suy thoái trong tháng rồi Đấy, tây ban nha cũng có những dấu hiệu là kinh tế trồi sụt rồi đúng không ạ như vậy là hầu hết các nước uh, kinh tế hàng đầu châu âu là đều có xu hướng xấu đi từ khi cuộc chiến này xảy ra và ngày xưa chúng ta luôn nhớ về Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển là những nước mà có thể nói là uh, nó là những cái tượng đài văn minh, tượng đài kinh tế, phúc lợi xã hội hàng đầu thế giới. Nhiều người ta coi đó là những cái nước gọi là lý tưởng đúng không ạ? Gọi là lý tưởng cộng sản như kiểu của Mark Engel ấy. Đấy, nhưng bây giờ thì quay ra đi đốt kinh Koran Đấy. Và xã hội nó có những sinh biến rồi thì mới phải đốt kinh Koran và thụy điển cũng có thể nói là cũng rất tôi cũng rất là choáng khi mà nghĩ biết là cái tình hình thụy điển là nó rơi vào một cái trạng thái cũng đã từ mấy chục năm nay ở cái mức thấp nhất trong mấy chục năm nay còn phần lan thì tôi vừa nói với quý vị rồi còn ở phía đông đúng không ạ là tất nhiên là nhật bản hay là Hàn Quốc thì họ cũng không phải là kẻ chủ mưu nhưng mà họ cũng là đồng lõa, cũng là ăn đóm theo theo đó mà ăn tàn và bây giờ thì họ đang phải đối mặt với lại cái vấn đề của Triều Tiên, đặc biệt là những cái chuyến đi của Shoigu vừa qua gặp Triều Tiên rồi gặp Trung Quốc, chắc chắn là Triều Tiên sẽ để lại một cái nỗi đau nhớ đời đúng không ạ cho Hàn Quốc và Nhật Bản. À, tại sao thì chúng ta cũng biết thôi. À, chúng ta cũng thấy rõ ràng người Hàn Quốc, người Nhật Bản có một cái mức sống rất cao. Họ dân chúng họ có nhu cầu để sống trong hòa bình thịnh vượng, đúng không ạ? Và những nước đấy dân chủ cũng rất là cao, cho nên nếu như trong trường hợp có xảy ra những cái căng thẳng xung đột thì tất cả những người dân đấy họ cũng sẽ không để yên cho chính phủ của mình. Và chắc chắn là Trung Quốc, Nga và Triều Tiên sẽ làm mọi thứ làm tất cả mọi thứ để cho hai cái nước này ăn không ngon, ngủ không yên. Đánh nhau thì không đánh nhau đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ cho là mất ăn mất ngủ. Và bây giờ thì chúng ta thấy là bắt đầu mất ăn mất ngủ rồi, đúng không ạ? Tên lửa của Triều Tiên bây giờ là tiếp tục thử và thử nghiệm càng ngày càng thành công, giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đấy vân vân rồi. Như vậy cái câu chuyện là gì? Chúng ta thấy là nước Nga phải trải qua những gian khổ, đúng không ạ? Những khó khăn thì mới phát huy được bản lĩnh. Bản lĩnh của nước Nga như nào thì chúng ta cứ nhìn qua cái bản lĩnh của Putin. À, trong cái cách mà ông chơi cờ thì chúng ta sẽ biết. À, Putin có một câu nói rất giống với lại bác Hồ, đúng không ạ? là Putin thông báo là nước Nga không muốn một cuộc chiến đối với lại NATO. Nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng, đúng không ạ? À, lúc nào cũng máu thì chơi. Đấy, chúng ta nhớ lại câu nói của bác Hồ ngày xưa là chúng ta yêu trụng hòa bình nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh, đúng không ạ? Nó nôm na như vậy, tôi nhớ không nhập. Còn hôm nay, sau khi những nỗ lực phản công bất thành, thất bại trên toàn chiến tuyến thì ông Zelensky đã tìm được cái chân lý của đời mình. Ông nói với tờ báo Global rằng là nói gì thì nói, Putin sẽ không thể sống được 10 năm nữa, ông ấy sẽ chết đấy và với cái cuộc chiến đang diễn ra rất nhiều năm như cuộc chiến mà chúng ta đang chứng kiến có thể Ukraine sẽ bị tàn phá nhưng ít nhất là ông Putin sẽ chết sớm và lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ thấy là ông ấy chết rồi thì cũng không còn gì để nói nữa và như vậy là câu chuyện sẽ chấm dứt có nghĩa rằng bây giờ thì đánh nhau trên chiến trường thì Zelensky coi như là những cái việc tấn công vào Moscow và bây giờ nói cái câu chuyện là Putin sẽ chết vì già ấy thì nó nó ngang nhiên thừa nhận là bây giờ thất bại trên chiến trường rồi quý vị ạ. Đúng không ạ? Mà chỉ xoay ra cái việc là là chiến thắng bằng cách là chờ đối thủ mình chết vì già, đúng không ạ? Và đây là câu chuyện là đối thủ đây là nước Nga chứ nó không phải là Putin. Câu chuyện nó Putin có sống hay là không sống thì cái câu chuyện nước Nga nó vẫn còn đó, đúng không ạ? Và nước Nga nó sẽ tồn tại vĩnh cửu chứ nó không sống 10 năm nữa. Còn chúng ta cũng nhớ lại là ông Putin đã từng nói như nào về nước uh, Ukraine À, chúng ta xem một cái một cái lời phỏng vấn của ông ấy. Trước đây Putin đã từng nói rằng là khi được báo chí hỏi ý kiến của ông về về tương lai của Ukraine, ông Putin nói rằng Ukraine không có tương lai. Nếu như bạn có thể nhớ, tôi đã nói một lần về vấn đề này và đã hơn một lần. Không có một tương lai nào cho một đất nước dựa trên tư tưởng dân tộc cực đoan và tân phát xít. Không có một tương lai nào trong một đất nước dựa trên những hệ tư tưởng bài xích và hận thù đối với dân tộc và các quốc gia khác. Đây là nơi mà lịch sử của nước Ukraine hiện đại sẽ chấm dứt. Đấy là lời nguyên văn của ông Putin đã nói. Không biết là nước Ukraine có chấm dứt trước hay là ông Putin sẽ ra đi trước đúng ạ trong vòng 10 năm tới. Chúng ta có rất nhiều thời gian để chờ đợi sự kiện lớn sẽ xảy ra. Thôi có khi chúng ta chuyển sang nước Mỹ đi nhỉ Bởi vì đợt vừa rồi nói hơi nhiều về Ukraine, châu Phi, rồi nước Nga, châu Âu